Oh, it's okay. It's okay. I don't think. Oh, my you're God. Sorry. My sister didn't realize. The record. Okay. Oh, my God, Kevin! Oh, you always try to say, oh, I like you. That's all your life when you don't like it.
Xin mời ca đoàn bắt đầu. My dear friends in Christ, as we gather here to pray for the newly couple as they begin their life together, Vinh and Kathy. Xin kính chào quan viên hai họ trong thánh lễ đám cưới của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Có sự hiện diện rất quý báu của các cha. Thứ nhất là cha cố Mạc Hải Hoàn. Chúng ta chào mừng cha cố một tràng pháo tay. Welcome Father Michael Hoàn. The main celebrant is Father Joseph Thượng Trần. From Holy Spirit, chúng ta chào mừng cha chủ tế một tràng pháo tay. Bên cha có thầy Phan Đức Tạo, đã biết gia đình rất lâu. Chúng ta chào mừng thầy một tràng pháo tay. Kính chào thầy. Và bên cạnh có cha Long, cũng là dòng ngôi lời, cũng biết gia đình rất lâu. Chúng ta chào mừng ngài một tràng pháo tay. Và xin chào mừng ông bà Tâm và Hà Thủy một tràng pháo tay thật lớn ạ. Chào cha mẹ của chú rể. Hôm nay
người con lên xe hoa, mẹ cũng là ca đoàn. Và xin chào mừng ông bà Thạch Tuyết, một tràng hóa tay là song thân của cô dâu ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta hướng về Chúa để cầu nguyện cho đôi bạn trẻ được hạnh phúc bên nhau. Let us turn to our Heavenly Father and pray for them as they bless their love together. Mời cha. Chúng ta cũng không quên chào đón những anh chị em không cùng tôn giáo, nhất là bên nhà cô dâu, cũng hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn để đến đây để cầu nguyện cho Vĩnh và Cathy. Nhân nhân cha và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong ngày vui hôm nay, chúng ta cùng với Vĩnh và Cathy để tạ ơn Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho họ gặp nhau và đưa nhau đến nhà thờ. Và trong niềm vui đó, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa với kinh Vinh Danh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập, hầu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Amen. Please be seated. Trích sách Sáng Thế. Chúa phán: Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loại bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có
có nam, có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng, hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy mặt đất và thống trị nó. Hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Cho những ai tôn sợ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Người, phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời thế trông ra cơ bản như một thân nho tốt tươi, nàng đem bao nhiêu hoan lạc với muôn trái thơm dịu ngọt này đây vây chung quanh bạn, đàn con khôn ngoan xinh đẹp tựa như chùi non đang lớn, Chúa thương chở che. Phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Người. Người thương luôn ban cho bạn an bình, hân hoan sương vui. Vì đây bao nhiêu phúc lộc chưa tràn suốt trong một đời, bạn ơi cùng lao tay bạn dài lũ ra hoa thơm nụ, mừng Chúa Giê-ôn hưng thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Dành cha suốt đời, Ngài ban cho con gia đình, có mẹ, có cha an bình. Niềm vui con sẽ lãnh nhận, dựng xây mái ấm lâu bền. Tình yêu mãi thắm tươi màu, cùng ca khen Chúa phúc cho đời con. Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Người. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, strive eagerly for the greatest spiritual gifts, but I shall show you a still more excellent way. If one speak in human and angelic tongues, but do not have love, I am a resounding gong or a clashing cymbal. And if I have the gift of prophecy and comprehend all mysteries and all knowledge, if I have all faith so as to move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give away everything I owned, if I hand my body over, so that I may boast but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It is not jealous. It is not pompous. It is not inflated. It is not rude.
It does not seek its own interests. It is not quick-tempered. It does not brood over injury. It does not rejoice over wrongdoing, but rejoices with truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. The word of the Lord. Alleluia, 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 alleluia. If we love one another, God will live with us, and that love will be strong. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Some Pharisees approached Jesus and tested him, saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause whatever?" He said in reply, "Have you not read that from the beginning, the Creator made them male and female and said, 'For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, man must not separate.'" Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến gần Đức Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: "Thưa thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Please be seated. Chúng ta ngồi xuống. Vin and Kathy, what is an honor for me. I think this is the first wedding that I be the presider at St. Columban Church after almost 20 years as a priest. What an honor that we know each other from Thiếu Nhi Thánh Thể. You was in the choir. Back then, he sang very well. Every time we have mass, we up there, and he's the soloist. And what an honor for me, Kathy, that you became a Catholic, and I, this past Easter, I baptized you and give you communion and confirm you. So it's an honor for me, again, to be here to witness the marriage between both of you. That covenant that you make with each other. The reason why I say it's a covenant because we know it,
that God made the covenant with people, the Israel, and no matter what happened, that covenant never, you know, kind of like we say that God never give up. So in marriage, the same thing, the two people make covenant. It's not a promise. It's a covenant that you make with each other. And no matter what happened from now to, you know, the day to come, you always remember this is a covenant that you make with each other and you live with it. A man called his father and say, "Dad, I think I'm gonna give up my wife." What happened? The dad asked. And the son say, "Well, because she had changed after we had baby." And the dad say, "Well, that's your problem. You marry her, you solve it. You cannot, you know, divorce or anything." So that's what in the gospel reading today that Jesus said, you know, God has joined together. No one can separate, you see. And that means that it's not just you, but also other people. Eventually, in marriage, you know, sometimes you hear people say bad things, gossiping about your wife, about your husband. You know, remember, that's, ignore that. It's love that you have for each other. And become one, what can make you become one is love. You are who you are. Remember that when you take marriage preparation, marriage doesn't change you, okay? Marriage doesn't change. You are who you are. But what you love each other, you see, that's the most important. When you go home, if you go by yourself, your mom, your dad kind of question, where's your wife? And they start thinking, there's something going on here. And that's why she's not here, you see? So always, become one is doing things together. Always walk with each other, journey with each other. And out of love, you forgive one another. You know, not just, you know, because for sure there will be a problem, all kind of issues coming up as you, you know, continue day by day. There will be, you know. A lot of time people complain about their spouse is that, oh, he had changed, he's slow, he's, I don't have patience with him or with her. But remember the covenant that you make each other in good time and in bad time, that you will be faithful and honoring each other and loving each other for the rest of your life. So may God bless you as you exchanging or making that covenant with each other today. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn những người lập gia đình cũng biết rồi. Chúng ta thấy được trong đời sống hôn nhân đấy, có nhiều vấn đề lắm đấy, chứ không phải là nó như thuở ban đầu đâu đấy, cho nên tôi cũng lâu lâu tôi nghe nhạc đời tôi khoái, mà khi mà Khánh Hà hát đó, hãy yêu nhau như yêu ban đầu đấy, nếu mà giữ được cái tình yêu đó như thuở ban đầu đấy, giống như đôi khi trong chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân cũng hay nói về vấn đề cái thuở ban đầu đấy, nó như thế nào đấy, mình đừng làm quên nó đi đấy, mà mình hãy giữ lấy đấy, bởi vì cái thuở ban đầu đó nó sẽ làm cho cái đời sống hôn nhân của mình phong phú đấy, và rồi cái lời giao ước mình đã trao cho nhau đấy, chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng như bài đọc 2 đấy, nhắc nhở cho chúng ta có thể có hết tất cả nhưng mà chúng ta không có cái đức ái là love đấy, thì chúng ta chẳng có cái gì hết. Mà đúng vậy, cái đức bác ái là cái đức mà đã sẽ đưa chúng ta thành, đưa đời sống vợ chồng, người chồng và người vợ nên một, là nhờ cái tình thương, tình yêu thương. Và nếu mà có tình yêu thương thì mình tha thứ cho nhau, mình chịu đựng lẫn nhau, và rồi mình sẵn sàng bỏ qua hết tất cả để mình tiếp tục sống. Đấy. Sống thì trong đời sống hôn nhân, tôi đọc trên Facebook thì nó nói là thường thường người ta vậy này, lúc mà mới cưới đó thì, hoặc là cưới về mà cũng được bao nhiêu năm thì bao giờ cũng dùng cái chữ vợ chồng, có nghĩa là vợ đi trước mà chồng sau đấy, người ta khuyến khích là làm cái gì làm cũng để vợ đi trước, để vợ trước mình, cho tới khi nào mà tới tuổi già rồi đó thì
thì người ta không dùng cái chữ vợ chồng nữa mà dùng chữ ông bà. Là lúc đó đó mình mới gọi là đi trước và để bà đi sau. Đấy. Đôi khi tôi thấy nó rất là đúng. Có một lần tôi lấy kỷ niệm 70 năm của một ông bà của ông bà ở bên St. Pauli Cap. Tôi phỏng vấn thì nói là làm sao được 70 năm, thì bảo là dễ lắm cha ơi. Khi nào bà nổi giận lên nó con bỏ chạy. Đấy, xong từ từ con mới trở về. Đấy, thì trong đời sống hôn nhân cũng vậy, chúng ta phải biết nhìn nhượng nhau để rồi được gia đình được êm ái. Và đó là cái điều quan trọng. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta cũng vui mừng chúng ta ở đây để chứng kiến cái lời giao ước của Vĩnh và Cathy, nhưng mà cũng nhắc nhở lại cái lời giao ước của quý ông bà và anh chị em, những người đang sống trong đời sống hôn nhân, để rồi nó nhắc nhở mình, để rồi mình sống làm sao để trở thành những cái tấm gương sáng, trở thành những gia đình thánh gia và giáo hội mong muốn nơi mỗi người chúng ta. Vậy trong ngày vui ngày hôm nay chúng ta hiện diện ở đây, chúng ta cầu xin Chúa, để rồi xin Chúa chúc lành cho Vĩnh và Cathy để họ tiếp tục, họ bắt đầu một cái đời sống mới, một đời sống vợ chồng. Và tôi tin chắc rằng họ sẽ làm những là một gia đình thánh thiện, bởi vì tôi thấy Vĩnh hay đi nhà thờ và Holy Spirit. Đấy, và rồi chính Vĩnh là cái người cũng đã dìu dắt Cathy để vào đạo Công giáo. Cho nên tôi thấy cái điều này tôi cũng rất là mừng cho hai người. Và xin quý ông bà và anh chị em cũng cùng với quý cha đây tiếp tục cầu nguyện cho họ. Bây giờ là nghi thức hôn phối, xin mời tất cả những phụ dâu để lên trên này và hai người làm chứng. And now everybody please come up here along with the two witnesses. Please stand. Dearly beloved Vinh and Cathy, you have come together in the house of the Lord so that the presence of the church minister and this community, your intention to enter into marriage, may be strengthened by the Lord with the sacred seal, Christ's abundantly blessed love that binds you together through the special sacrament. He enriches and strengthens those who are already consecrated in holy baptism, that they may be faithful to each other forever and assume the responsibilities of married life. And so I ask you to state your intention. Please say, I have. Vinh and Cathy, have you come here to enter into marriage without coercion, freely and wholeheartedly? I have. I have. Are you prepared to follow the path of marriage, to love and honor each other for as long as you shall live? See, I am. I am. I am. Are you prepared to accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? See, I am. I am. I am. So this is your intention to enter marriage. Now look into each other's eyes and say the following words. I, Vinh, take you, Cathy, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Cathy, take you, Vin, to be my husband. I promise to be faithful to you in good times and in bad, and in sickness and in health. I will love you and honor you in all the days of my life. May the Lord in His kindness strengthen your consent and you have declared before the church, and graciously bring to fulfillment His blessing within you. Remember, Vinh and Cathy, what God has joined together, let no one put asunder. Let us bless the Lord. Thanks be to God. The ring, please. Hold on to this ring, shall we? Hold on to that. Bless and sanctify your servant in this ring,
as a sign of love and faithfulness. Remind them of their love for one another. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Say, Kathy, take this ring. As a sign of my love. As a sign of my love. And fidelity. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Vin, take this ring as a sign of my love and fidelity, and in the Father, the Son, and the Holy Spirit. My dear friends, on behalf of the state of California and this Church of St. Columban, I'm proudly to proclaim to all of you, the newlyweds, Mr. and Mrs. Vin Nguyen, a big applause. Okay, each other, a kiss. Okay, congratulations. Okay, good job. Please stand now and pray for them. That's a $10 million kiss. So let us turn to our Heavenly Father. Turn around, everybody go back to your seat, please. And pray to our Heavenly Father for them. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng của Người, Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chia vui với hai anh chị vừa thành hôn, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện. Please stand, everybody please stand. For this bride and groom and for their well-being as a family, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Lạy Chúa, là suy nguồn, nguồn tình yêu. Xin ban cho Pharaoh Nguyễn Ngọc Vĩnh và Catherine Nguyễn Thái Cathy vừa ước thề với nhau được muôn phúc lành của Chúa, được mãi mãi yêu thương nhau và biết xây dựng gia đình theo gương Thánh Gia, cùng kiên trì vượt qua mọi thăng trầm trong đời sống lứa đôi. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. For young people preparing to enter marriage and for all whom the Lord is calling to another state in life, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Chúng con cũng cầu xin Chúa thương đến ông bà tổ tiên nội ngoại và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã lìa khỏi cõi đời này, được hưởng hạnh phúc bất diệt trong nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. For the church, the holy people of God, and for unity among all Christians, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Lời Chúa là cha chí thánh trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa. Chúa đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin Chúa lắng nghe lời con cái nguyện cầu mà tuôn đổ muôn ơn lành cho đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Please be seated. Xin mời quý vị an tọa.
stand. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng như là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ắt hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự khoan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa điện lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: those who are Catholic, please kneel. Those who are not, you may be seated. Những ai Công giáo chúng ta quỳ xuống, còn những ai không cùng tôn giáo với chúng tôi, quý vị có thể ngồi. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin, Giám mục giáo phận chúng con, Đức cha Timothy, Thomas Thái Thành và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cứ nhớ đến mà Chúa đã đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi dân dư và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúng ta cùng đứng lên. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ trên, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương nước thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta bỏ tay xuống và vĩnh cát thì please kneel. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thắng thánh, bằng bí tích mền và máu Chúa Kitô được hòa thuận thương yêu nhau. Be refreshed, amen, at your table and provide your daily bread.
cả gió cố thiên nền gió cầm mệt bị đó xó lơ xin gió sai lầm lại quên đi the lies you wear. Xin ơn Chúa đổ đầy nguyện Chúa thương và sáng soi tình yêu chúng con luôn chỉ lối dẫn đường gìn giữ duyên tình chúng con đẹp tươi muôn đời. May God joy your hopeful spirit, fill your heart with the truth and courage, touch to share all joys and tears. Teach love to your children's children, may your household learn to witness loving faith through all your years. May God bless you whole and keep you. May God's mercy shine on you. Guide your work and guard your resting. Keep your love forever new. Please stand. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Who are Catholic, free news. Những anh chị em Công giáo xin quỳ xuống. Những anh chị em khác có thể ngồi. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Communion receiving the body of Christ is only reserved for the practicing Catholic, those who are not ready and those who are not in the same faith tradition with us. Please do not receive the body of Christ. You may be seated and continue to pray for Vinh and Kathy. Xin nhắc lại là phần rước lễ, rước mình Thánh Chúa chỉ dành cho những người Công giáo đang sống đạo. Những anh chị em nào chưa có sẵn sàng, cũng như những anh chị em không cùng tôn giáo với chúng tôi, xin đừng. Rước mình Thánh Chúa, xin cảm ơn rất nhiều.
my being. Bless the Lord. Bless the holy name of God. All my being. Bless the Lord. Remembering the goodness of God. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. God, forget all our sin, heal in tolling pain, saving us from final death. God, filled with goodness and stand. Chúng ta cùng đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Please be seated. Chúng ta ngồi xuống. Xin mời đại diện của hai gia đình lên có đôi lời. Trọng kính cha chủ tế Giuse Trần Cao Thượng, Chánh sứ giáo sứ Holy Spirit, quý cha đồng tế, cha cố Mai Khải Hoàn, cha Giuse Nguyễn Văn Luân, cha Phêrô Nguyễn Long,
Thầy Phó Thế Phan Đức Tạo cùng tất cả các quý vị quan khách, quý thân tộc hai họ, ông bà, cha mẹ, các cháu và thân hữu, bạn bè xa gần. Ban nghi lễ cưới San Columban, hai ca đoàn Việt Linh, nhóm D San Columban và ca đoàn Gloria San Bonaventure. Trong tâm tình tri ân, hai gia đình họ Nguyễn, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý cha, quý thầy phó tế và quý vị đã dành thời giờ quý báu đến đây để tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho đôi tân hôn là Phêrô Nguyễn Ngọc Vĩnh và Catherine Nguyễn Thái Cathy. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và ban nhiều hồng ân cho quý cha, thầy phó tế và toàn thể quý vị. Xin quý cha, thầy phó tế và quý vị tiếp tục cầu nguyện cho đôi tân hôn luôn biết sống xứng đáng để nên chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa. My dear relative, distinguished guests and friends, the Nguyen and Nguyen family would greatly appreciate for your attending today, for attending the Mass, for praying, and to pray for Peter Vinh Nguyen and Catherine Cathy Nguyen, receiving sacrament of matrimony. May God bless you and your family. Please keep them in your prayer. Once again, thank you so much. Xin mọi người chúng ta cùng đứng lên và xin quý cha cùng với con chúc lành đặc biệt trên cô dâu và chú rể. Chúa cùng anh chị em. Vinh và Cathy bow down for God's blessing. And please respond amen after each. May the Lord Jesus, who created the marriage at Cana, by his presence bless you and your loved ones. Amen. Amen. May he who loved the church to the end unceasingly pour his love into your hearts. Amen. May the Lord grant that, bearing witness to the faith in his resurrection, you may awake with joy the blessed hope to come. Amen. May Almighty God bless all of you who are gathered here, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Giờ đây của Vinh và Cathy sẽ tiến tới Đức Mẹ để dâng lên Mẹ bó hoa cũng như là lời cầu xin. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho đời sống hôn nhân của họ. Thank you.
Chúng ta chúc mừng đôi bạn trẻ một tràng pháo tay. A big applause for them. God bless you. Let's come over here for a picture. Yeah, two step, two down. Okay, mời các cha. Mời cha thường đứng vào giữa. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau, trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dâng dìu tình yêu dâng cao. Xin mẹ thương dâng dìu tình yêu dâng cao.